Hello, Duyên Thi xin mến chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay em chạy xe, em giới thiệu với các bạn con đường rất là đẹp và thoáng ở thành phố Melbourne cho các bạn cùng xem nha các bạn. Dọc đường đi thì có hai bên cây rất là đẹp và thoáng. Và mùa xuân thì cây hoa lá nó rất là tươi mát nha các bạn. Dường như đi con đường nào cũng thấy cây xanh và có nhiều hoa rất đẹp. Và đây là dọc đường có nhiều cây hoa màu trắng rất là xum xuê. Mình tranh thủ mình quay vài phút cho các bạn cùng xem. Ở thành phố Melbourne vào mùa xuân hoa nở, đi nơi nào cũng thấy rất là có nhiều hoa đẹp. Và đây là con đường cũng có hai bên có cây. Tại vì lúc mùa thu thì cây nó lạnh, nó bị khô hết mấy cái cây nó thân đó các bạn. Thì bây giờ mùa xuân thì cây nó chuẩn bị nó ra lá, ra hoa. Nhìn có đẹp không các bạn? Mình tranh thủ mình quay vài phút, mong rằng sự ủng hộ từ nơi các bạn, và mong các bạn xem video này nếu thích bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ giùm mình, để mình tiếp tục mình thấy cảnh đẹp và cái gì hay mình quay mình chia sẻ cho các bạn cùng xem cho vui nha các bạn. Thường bên này thì dọc đường đi người ta thích trồng mấy cái cây này nè các bạn. Như cái video trước mình cũng có quay cái cảnh chung quanh cho các bạn cùng xem, thì cũng có hai dọc đường đi có hai hàng cây cũng như, giống như vậy nè các bạn. Thì hôm nay mình thấy cái nơi này nó cũng có nhiều cây hơn và cảnh nó cũng đẹp, thì mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem để biết được cái cảnh Melbourne của mình vào mùa xuân như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ trong tình trạng phong tỏa mình chỉ đi được gần nhà thôi, thì mình quay mình chia sẻ với các bạn ít phút cảnh như bông hoa nở như vậy cho nó đẹp. Thì khi nào mình đi được xa hơn thì mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn cùng xem. Tại vì còn nhiều đoạn đường cảnh cũng đẹp lắm các bạn. Video của mình quay vài phút tới đây mình xin tạm dừng nơi đây, và mình chúc các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Mong rằng sự ủng hộ từ nơi các bạn lâu dài, và chưa hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn nhé.